mà Samsung QLED TV mang đến cho ngôi nhà của bạn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngón tay em dài, tiếng yêu không lời.
ngày nào cánh thiên đường đã mở hết tình yêu là trái tao thơm thôi kia sân tan vào những môi mặt đắng tình yêu cuối đường là trôi chân sâu cho cuộc đời hôm nay.
được hiến dâng cho mùa cười. Hôm nay sống có gian nan thì ngày mai là ngày cười sáng hơn. Tôi sẽ khen anh con trưởng của cuộc đời riêng tôi. Tôi sẽ khen anh câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Vâng, và xin được cảm ơn Uyên Linh đã mang đến cho tất cả chúng ta những xúc cảm vô cùng thân quen, phải không ạ? Một lần nữa chúng ta có thể dành một tràng pháo tay thật lớn cho cô ca sĩ rất là dễ thương của chúng ta, được không ạ?
Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn Nguyên Linh, những ca khúc rất là tuyệt vời. Không biết hôm nay đến với chương trình Samsung Q Concert thì không biết là Nguyên Linh cảm thấy như thế nào, không khí của nhà hát Hòa Bình hôm nay như thế nào? Đầu tiên cho Linh gửi lời chào tới tất cả quý vị ạ. Hôm nay Linh rất là vinh hạnh, rất hân hạnh khi được là một trong những nghệ sĩ sẽ biểu diễn ở đây cho quý vị nghe, được hội ngộ cùng với quý vị tại nhà hát Hòa Bình. Và Linh vô cùng cảm ơn ekip, cảm ơn Samsung đã ưu ái cho giọng ca của Linh, bởi vì hình như trẻ nhất ở đây. Tranh thủ. Vâng, trẻ và rất là xinh đẹp phải không ạ? Từ lúc mà Nguyên Linh được mọi người biết đến tới giờ thì anh thấy là càng ngày Nguyên Linh càng xinh đẹp hơn đấy. Đó là một cái lời. Ngày xưa xấu quá. Ngày xưa là đẹp một ít, bây giờ đẹp nhiều hơn đấy. Cảm ơn anh. Dạ. Nói đùa một chút thôi. Hồi nãy anh thấy cái bài đầu tiên Nguyên Linh biểu diễn có một cái khúc là Nguyên Linh ngồi ở trên một chiếc ghế, như một cái chiếc ghế sofa đúng không ạ? Ở trong như là ở trong phòng khách của nhà mình vậy đó. Chắc là mình biểu diễn từ trước tới giờ mình cũng đã được ngồi ghế rất nhiều, nhưng mà ngồi một cái chiếc ghế sofa êm ái như vậy trong như là phòng khách của mình thì không biết là Linh cảm thấy cảm xúc như thế nào, có cái gì đó đặc biệt không ạ? Kính thưa quý vị, đây là lần đầu tiên mà Linh hát trong một cái bối cảnh như là ở nhà khách, ở phòng khách của mình. Thì nó vừa lạ vừa quen. Thì Linh cảm thấy rất là cảm ơn bởi vì đã cho Linh thêm một cái trải nghiệm nữa. Khi mà mình được ngồi hát trong phòng khách của mình, có nghĩa là một mình với mình, thì cái tiếng hát của mình nó sẽ tự sự hơn. Và mình không có cần phải quá lo lắng là có ai đó đang đánh giá cái giọng ca của mình. Cứ như là mình đang ở nhà đúng không? Ở nhà, ở phòng khách mình thì rất là thoải mái đúng không? Mình có thể làm bất cứ những gì mình muốn, mình không phải sợ có người này người kia nhìn thấy đúng không? Nguyên Linh, cảm ơn Nguyên Linh rất là nhiều. Và cuối cùng thôi thì trước khi chào tạm biệt quý vị khán giả thì Nguyên Linh không biết có lời gì muốn gửi gắm đến quý vị khán giả của chương trình trong buổi tối ngày hôm nay không ạ? Một lần nữa Linh cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Cảm ơn những tràng vỗ tay của mọi người. Và Linh chúc quý vị sẽ có một buổi tối